Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị, tình hình lũ lụt tại Trung Quốc hiện đang là một thách thức rất lớn cho nước này, bất chấp các tuyên bố cứng rắn, chấp cả bom nguyên tử. Đập Tam Hiệp vẫn là một nỗi hoài nghi lơ lửng trên quốc gia Đông Á này. Có thể nói, tại thời điểm này thì Trung Quốc, phương Tây và rộng hơn là cả thế giới đang nín thở theo dõi từng diễn biến dù là nhỏ nhất của con đập lớn nhất hành tinh này. Trung Quốc, thách thức chồng thách thức. Chính trị gia huyền thoại Tip O'Neill, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ từng nói tất cả vấn đề chính trị đều có liên quan đến tình hình trong nước. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang có rất nhiều điều trong nước phải lo lắng. Nghèo đói vẫn là vấn đề lớn ở Trung Quốc, các vấn đề môi trường đã trở nên tồi tệ hơn. Tác động kinh tế và xã hội từ cuộc khủng hoảng COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc. Và giờ đây Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới. Lũ lụt dọc sông Dương Tử đang thử thách sức chịu đựng và thiết kế của đập Tam Hiệp. Hoàn thành vào năm 2006, con đập này là một trong những siêu dự án lớn nhất thế giới. Con đập nằm cách Vũ Hán, đô thị có dân số gần 20 triệu người và là nơi đầu tiên phát hiện ca virus corona năm 2019 khoảng 300 km về phía Tây. Nguy cơ thảm họa từ lũ lụt đã dẫn đến việc sơ tán khoảng 40 triệu người Trung Quốc. Đập Tam Hiệp, gã khổng lồ lặng im giữa dòng tranh luận. Các vấn đề an toàn liên quan đến đập Tam Hiệp là một phần trong các cuộc tranh luận từ lâu về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đập ở các nước đang phát triển. Các dự án đập lớn hầu như luôn gây tranh cãi. Một mặt, một số nhóm, đặc biệt là ở các nước giàu và cả ở các nước đang phát triển, cho rằng hậu quả môi trường và xã hội của các dự án đập lớn như đập Tam Hiệp vượt xa lợi ích nó mang lại. Mặt khác, các tổ chức ủng hộ việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước thu nhập thấp chỉ ra những lợi ích mà đập mang lại cho nông dân và cho quốc gia qua việc mở rộng tưới tiêu và tăng nguồn cung cấp điện. Ủy ban đập thế giới được thành lập năm 1997 như một nỗ lực để giải quyết cuộc tranh luận này. Năm 2000, Ủy ban kết luận rằng trên khắp thế giới những con đập lớn đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của con người. Tuy nhiên, kết luận cũng nêu rõ trong nhiều trường hợp con người phải trả cái giá không thể chấp nhận và thường không cần thiết để có được những lợi ích đó. Những vấn đề khó khăn này đã được tranh luận ở Trung Quốc khi đập Tam Hiệp được xây dựng. Nhiều nhóm địa phương phản đối việc xây dựng đập. Việc xây dựng đã bắt đầu vào cuối năm 1994 và được hoàn thành 12 năm sau đó. Hàng triệu người đã phải di tản khi một khu vực rộng khoảng 600 km bị nhấn chìm. Ngày nay, sau nhiều lần nâng cấp, con đập đã có 32 tua bin chính với công suất phát điện hơn 22.000 MW. Gấp hơn 5 lần so với công suất phát điện của đề án Snowy Mountain ở miền Nam New South Wales, Australia. Gia tăng cung cấp năng lượng từ thủy điện chắc chắn là một điều cần thiết ở Trung Quốc. Năm 2014, mỗi người Trung Quốc chỉ tiêu thụ hơn 3.900 kWh mỗi năm, thấp hơn nhiều so với con số gần 13.000 kWh ở Mỹ. Trung Quốc vẫn đi sau hầu hết các nước phương Tây trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản như điện trên toàn quốc. Mực nước ở Tam Hiệp vượt thiết kế 17 m. Những cơn mưa xối xả kéo dài gây ra lũ lụt lớn ở miền Trung Trung Quốc trong những tuần gần đây. Ký ức về cơn ác mộng năm 1998 khi lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế trên diện rộng quay trở lại. Hàng nghìn lính quân đội Trung Quốc đã được điều đến lưu vực sông Trường Giang để thực hiện các hoạt động khẩn cấp như xây dựng đê, đắp kè và đào kênh để xả nước. Việc xả lũ khẩn cấp chắc chắn đã làm lũ lụt trầm trọng hơn ở các khu vực hạ lưu của con đập. Đáng ngại hơn, tính đến chiều thứ ba, mực nước ở Tam Hiệp đã cao đến 162 m, con đập chỉ được thiết kế để giữ lại lượng nước cao 145 m. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài bắt đầu từ tháng trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đập giữ lại nhiều nước hơn để hạn chế lũ lụt tại hạ nguồn. Dự án bắt đầu xả lũ từ cuối tháng trước, để kiểm soát lượng nước trong hồ chứa. Thời gian đầu, đập Tam Hiệp cho thoát khoảng 30.000 mét khối nước trên giây. Đến ngày thứ 7 vừa qua, con số này lên đến 61.000 mét khối, theo Tân Hoa Xã. Khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết, đợt cao điểm giữ lại khoảng 45% lượng nước đi qua dự án.
hơn 400 dòng sông tại Trung Quốc đang trải qua lũ lụt, ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu người trong tháng này và gây nên thiệt hại kinh tế khoảng 64,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9,2 tỷ đô la. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh, mọi con đập trên dòng sông Trường Giang đều đang được giám sát an toàn thông qua mạng lưới khoảng 30.000 trạm kiểm tra và trạm bơm điều tiết. Tuy nhiên, truyền thông nước này cũng bắt đầu bày tỏ lo ngại rủi ro vỡ đập tại một số nơi nếu mưa lớn kéo dài. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ năm tới. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã khuyến cáo mọi khu vực đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ phải đề cao cảnh giác. Một số công ty có nhà máy tại Vũ Hán, một trong những trung tâm công nghiệp Trung Quốc, bắt đầu lo ngại về tình hình lũ lụt hiện nay. Đơn cử như Honda Motor, công ty Nhật Bản có đến 3 nhà máy tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Các cơ sở này xuất xưởng gần 1/2 trong tổng số 1,37 triệu phương tiện mà Honda Motor sản xuất tại Trung Quốc năm 2019. Viễn cảnh lũ lụt nghiêm trọng có thể gây nên thiệt hại nặng cho công ty. Theo các số liệu được công bố, Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đã khôi phục hoạt động trở lại với cấp độ trước đại dịch. Thế nhưng, nước sông Trường Giang có thể cuốn trôi đi tất cả. Lũ lụt trên sông Trường Giang không phải là điều mới lạ ở Trung Quốc. Năm 1931, một trận lũ lụt lớn khiến hơn 3 triệu người chết. Đó là một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra là thách thức lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp. Kể từ khi con đập được xây dựng, mưa đặc biệt lớn thường xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ nhất trong hàng chục năm, khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo sau đại dịch Covid-19. Trận lũ mới nhất xảy ra đã khiến khu vực phía đông tỉnh An Huy buộc phải mở hai con đê và phá hủy hai đoạn đê khác để giải phóng nước lũ, làm ngập 18.000 hectare đất nông nghiệp. Tỉnh An Huy hôm thứ Bảy đã phải nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất. Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Trùng Khánh, siêu đô thị với 30 triệu dân, dù thành phố này nằm ở phía thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Trong khi đó, ở phía hạ nguồn, các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đã phải đóng cửa hoạt động kinh doanh, giao thông đình trệ, cuộc sống của hàng triệu cư dân bị gián đoạn. Không có lý do gì để nghĩ rằng đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Thật vậy, con đập được thiết kế để đối phó với lũ lụt trên sông Trường Giang. Tuy nhiên, cũng có lý khi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc đang theo dõi tình hình một cách lo lắng và hy vọng rằng tình trạng khẩn cấp này sẽ sớm qua đi. Đập Tam Hiệp là dự án trọng điểm thể hiện khả năng của Trung Quốc, và trong khi tính toán an toàn của đập Tam Hiệp đang bị thử thách, danh tiếng nhà xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao toàn cầu của Trung Quốc cũng bị đe dọa. Trung Quốc tiếp tục hứng thêm thiên tai. Các địa phương Trung Quốc xa xôi như tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam hay tỉnh Cam Túc ở phía Tây Bắc đều có nguy cơ thiên tai cao trong những ngày tới cùng một đợt mưa lớn mới. Theo Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhiều vùng ở bờ biển phía đông bao gồm khu vực Vịnh Bột Hải, các tỉnh Sơn Đông và Giang Tô cũng phải đối mặt với gió lớn. Các thành phố Cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu thuộc tỉnh Sơn Đông là những nơi mới nhất ghi nhận kỷ lục mưa hàng ngày hôm thứ Tư. Trong khi các tỉnh Giang Tây, An Huy, nơi sông Trường Giang chảy qua, đã ban hành cảnh báo đỏ mới đầu ngày thứ Năm. Bộ Thủy lợi cho biết mực nước tại 93 con sông vẫn ở trên mức cảnh báo và hồ chứa Tam Hiệp. Hồ nhân tạo lớn nhất Trung Quốc sẽ cần phải được theo dõi chặt chẽ khi nước lũ dâng cao. Tình hình kiểm soát lũ hiện nay vẫn còn nghiêm trọng và không thể buông lỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Cơ quan thời tiết nói các địa phương trên khắp Trung Quốc đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp do sạt lở đất, vỡ bờ sông và lũ lụt trên núi. Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng cách tiếp cận khoa học để kiểm soát lũ lụt và đã sử dụng các hệ thống cảnh báo sớm cũng như các đập và hồ chứa của họ để cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Hệ quả của biến đổi khí hậu. Một số quan chức Trung Quốc cho rằng mưa lớn bất thường thời gian qua là hệ quả của biến đổi khí hậu. Song Lian Chun, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết số ngày mưa lớn ở Trung Quốc đã tăng khoảng 4% mỗi thập kỷ trong 60 năm qua. Dù phần lớn các lo ngại xoay quanh đập Tam Hiệp, mối nguy hiểm ngay trước mắt cũng có thể đến từ 94.000 con đập nhỏ hơn nằm rải rác khắp các con sông ở Trung Quốc. Nhiều công trình đã được xây dựng từ thập niên 1960 hay thậm chí là 1950. Wang Changli, một quan chức từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết các con đập có chất lượng và công tác bảo trì yếu kém, vì vậy tiềm ẩn những nguy cơ to lớn.
Trang Xiao Tao, chuyên gia tư vấn của chính phủ về ngăn ngừa thảm họa, từng viết trong một nghiên cứu hồi tháng 5 cảnh báo lũ lụt và có thể tồi tệ hơn trong năm nay bởi đại dịch COVID-19 làm gián đoạn công tác bảo trì thường xuyên cũng như đào tạo nhân viên suốt mùa đông và mùa xuân. Các kế hoạch đại tu cũng bị đình trệ, nhiều con đập nhỏ ở Trung Quốc thiếu hụt nhân viên bảo dưỡng có tay nghề. Do lao động trẻ ở các vùng nông thôn sâu trong nội địa và đã chuyển tới các thành phố lớn, các quan chức Trung Quốc hiện lo ngại mưa lớn kèm lũ lụt có thể di chuyển về miền Bắc trong những ngày tới. Trong mùa lũ lụt nghiêm trọng gần đây nhất năm 1998, mưa lớn đã liên tiếp xảy ra ở cả hai miền Nam và Bắc của Trung Quốc. Hôm thứ Hai, các quan chức giám sát sông Hoàng Hà, con sông dài thứ hai tại Trung Quốc trải qua các thành phố lớn như Bắc Kinh và Trịnh Châu, tuyên bố trận lũ mới đã bắt đầu. Thưa quý vị, dữ liệu về thiệt hại do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc trong tháng qua được Bộ Quản lý Khẩn cấp công bố, Tân Hoa Xã đưa tin thương vong do thảm họa thiên tai ở Trung Quốc đã giảm trong 9 tháng qua, bất chấp lũ lụt nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Ở Trung Quốc, tổng cộng 578 người đã thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai trong 9 tháng qua, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 130 triệu người đã bị ảnh hưởng trong 3 quý qua, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoảng 83.000 tòa nhà đã bị phá hủy trong những thảm họa như vậy, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều trận lũ lụt ở Trung Quốc đã xảy ra nghiêm trọng trong 3 quý đầu năm với 45 trận mưa lớn trên toàn quốc và lượng mưa trung bình đạt 622mm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao thứ 2 kể từ năm 1961. Lũ trên 836 con sông ở 26 tỉnh và 7 lưu vực sông lớn ở Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong đó 267 con sông đã vượt mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục, nhiều hơn 80% so với mức trung bình trong những năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 1998. Trận lũ lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc khiến hơn 100 triệu người và 1.000 hecta hoa màu ảnh hưởng, hơn 3.700 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế khoảng 24 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.